Sau khi xảy ra tai nạn, để được bồi thường bảo hiểm, người mua bảo hiểm cần tiến hành một số việc dưới đây. Bước 1. Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về vụ tai nạn. Bước 2. Phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm giám định tổn thất. Bước 3. Nhận tạm ứng bồi thường bảo hiểm. Bước 4. Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng.